Lưu Diệc Phi thua khi đọ sắc với bản gốc. Đẹp như Lưu Diệc Phi cũng có lúc phải lép vế, nhưng nhan sắc của đối phương không đùa được đâu. Cnet hiện đang bàn tán xôn xao trước bức hình chụp chung của Lưu Diệc Phi với Trương Tiểu Huệ, vợ cũ của nam ca sĩ Trung Trấn Đào. Điều đáng chú ý hơn khi Trương Tiểu Huệ luôn được mặc định là nguyên mẫu của nhân vật. Hoàng Diệp Mai trong câu chuyện Hoa Hồng và vai diễn này cũng được Lưu Diệc Phi tái hiện trên màn ảnh. Cuộc gặp gỡ của Hoa Hồng bản gốc và Hoa Hồng màn ảnh khiến khán giả hứng thú bởi ai cũng là mỹ nhân tuyệt sắc cả. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng cho rằng nhan sắc và khí chất của Trương Tiểu Huệ áp đảo Lưu Diệc Phi. Vợ cũ Trung Trấn Đào đã bước sang tuổi 61 nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp, nhan sắc xứng danh đại mỹ nhân một thời này dường như chưa bao giờ bị phai nhạt. Ngoại hình của Lưu Diệc Phi rất xuất chúng nhưng đứng cạnh một Trương Tiểu Huệ kiều diễm như vậy, cô vẫn bị đàn chị lấn át. Trương Tiểu Huệ luôn được gọi là Hoàng Diệc Mai bản gốc nhưng thực tế cô lại không phải nguyên mẫu của nhân vật này. Theo tiết lộ, tác giả Diệc Thư đã lồng ghép cuộc đời mình vào Hoàng Diệc Mai và viết nên cuốn tiểu thuyết Câu Chuyện Hoa Hồng. Bộ truyện này được xuất bản vào năm 1981 khi Trương Tiểu Huệ mới 18 tuổi và lúc đó cô còn đang ở nước ngoài và cũng chưa từng gặp mặt Diệc Thư. Chỉ có điều, cuộc đời của Trương Tiểu Huệ lại giống Hoàng Diệc Mai đến bất ngờ. Nên dù không phải nguyên mẫu thì cô vẫn luôn được mặc định là nữ chính bản gốc của Câu Chuyện Hoa Hồng. Cuộc đời của Trương Tiểu Huệ đặc sắc như một bộ phim. Sinh ra trong một gia đình giàu có lại xinh đẹp không kém gì minh tinh màn bạc, cuộc sống của Trương Tiểu Huệ khiến người ta phải ghen tị. Năm 1987, Trương Tiểu Huệ đi xem concert của nhóm nhạc The Winner ở New York và lúc này cô đã quen với Trung Trấn Đào. Nam ca sĩ đình đám say mê trước vẻ đẹp của Trương Tiểu Huệ, nhưng vì cô đã có bạn trai nên hai người chỉ đành làm bạn bè. Sau đó, Trương Tiểu Huệ thất tình và trở về Hồng Kông, mối lương duyên của cô với Trung Trấn Đào cũng bắt đầu. Mới hẹn hò được vài ngày thì cặp đôi đã tính đến chuyện chung thân đại sự nhưng lại bị bố của Trương Tiểu Huệ ngăn cản. Ông biết con gái mình tiêu xài hoang phí, lại cảm thấy Trung Trấn Đào sẽ không chu cấp nổi cho cô. Nhưng ngôi sao sinh năm 1953 này vẫn giữ vững tình yêu của mình. Không thể ngăn cản được nữa, ông Trương chấp nhận mối hôn sự này và thế là một đám cưới linh đình có giá lên đến 3 triệu SKD, khoảng 10 tỷ đồng, đã diễn ra vào năm 1988. Với thu nhập cao ngất ngưỡng, Trung Trấn Đào hoàn toàn có thể đáp ứng được những khoản tiêu xài hoang phí của Trương Tiểu Huệ. Nhưng vào năm 1997, Trung Trấn Đào làm ăn thua lỗ và nợ nần chồng chất. Thế là Trương Tiểu Huệ liền ngoại tình với đại gia Trần Diệu Mân, một người đàn ông đã có vợ. Sau khi hoàn thành các thủ tục ly hôn, Trương Tiểu Huệ chung sống với Trần Diệu Mân như vợ chồng cho đến khi ông phá sản. Không còn tiền để cung phụng cho người đẹp, vị đại gia này cũng giống như Trung Trấn Đào, bị cô bỏ rơi. Không biết điều gì khiến Trương Tiểu Huệ thay đổi khi cô quyết định không dựa vào đàn ông nữa mà chọn tự lực cánh sinh. Nàng mỹ nhân một thời mở cửa hàng thời trang và kinh doanh rất phát đạt, giúp cô nắm giữ khối tài sản lên đến cả 100 triệu SKD. Vậy nên, nói Trương Tiểu Huệ rất giống Hoàng Diệc Mai cũng không có gì lạ cả, ngoài đường tình duyên rất rối ra thì cuộc đời của cô như trải đầy hoa hồng vậy.